cuối cùng Nhã Phương cũng treo status đầu tiên, lộ lý do mặt như đưa đám khi được cầu hôn khiến Trường Giang đọc xong tím mặt. Thái độ miễn cưỡng của Nhã Phương khi được bạn trai cầu hôn khiến dư luận bàn tán. Trường Giang đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi vừa công khai cầu hôn Nhã Phương trong lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 23. Chưa nói đến việc chương trình trực tiếp bị gián đoạn vì màn tỏ tình của Trường Giang, mà phản ứng có vẻ hơi miễn cưỡng của Nhã Phương cũng là điều khiến dư luận bàn tán. Sau khi được cầu hôn chớp nhoáng và chiếm hết storyline trên mặt báo, về nhà Nhã Phương đã treo ngay status nhưng không hề đá động gì đến việc này. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ, Yêu Đi Đừng Sợ được bình chọn là bộ phim được yêu thích nhất, là một trong 4 giải Mai Vàng đầu tiên của lần thứ 23 tổ chức. Vui mừng, hạnh phúc nhưng vẫn không trọn vẹn khi vắng anh. Khi anh em mình không được chúc mừng nhau và cùng nhau đến trong lễ trao giải tối nay. Theo đó, Nhã Phương buồn vì đạo diễn người Mỹ gốc Việt Stephen đã qua đời vào tuần trước. Niềm vui đạt giải của cả ekip phim Yêu Đi Đừng Sợ không còn trọn vẹn. Ngoài ra, cô không đá động đến màn tỏ tình, gây ồn ào trên sóng trực tiếp của bạn trai. Đồng thời, Nhã Phương đăng bức ảnh chụp cùng đoàn làm phim Yêu Đi Đừng Sợ như một cách để tưởng nhớ nam đạo diễn quá cố. Tuy nhiên, ở dưới phần bình luận, người hâm mộ đa số đều để lại bình luận về màn cầu hôn của Trường Giang. Có nhiều ý kiến trách móc Nhã Phương vì thái độ khó hiểu của cô khi được bạn trai cầu hôn. Khoảnh khắc xúc động của cặp đôi vào buổi tối ngày hôm qua. Trường Giang còn hôn lên trái Nhã Phương trước sự chứng kiến của hàng nghìn người. Màn cầu hôn chóng vánh của Trường Giang gây ra nhiều tranh cãi.